Xin chào các bạn, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một video về một chiếc đồng hồ rất là đỉnh cao của thương hiệu Jaeger-LeCoultre. Thì với Jaeger-LeCoultre thì như các bạn biết là họ đang có rất là nhiều cái đóng góp vào cái ngành phát triển đồng hồ Thụy Sĩ. Điểm qua có thể là nhiều những cái đóng góp về những cái bộ máy rất là đỉnh cao của họ. Thì chiếc Jaeger-LeCoultre hôm nay thì là một phiên bản như vậy, nhưng mà nó là một cái phiên bản mà đồng hồ hiện đại và cũng là một trong những cái mà điểm nhấn mới của Jaeger-LeCoultre ở trong những năm gần đây. Chiếc Jaeger-LeCoultre này của mình là một chiếc có tên là Duomechi Quantum Lunar, và chiếc này thì sẽ có một cái mặt dial cũng như là bộ máy rất là đẹp, có thể nói là đẹp cả hình thức, cả trong cả ngoài các bạn nhé. Mình sẽ cùng mở ra và trên tay cho anh em. Chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ Jaeger-LeCoultre rất là lớn. Ở dưới thì chúng ta sẽ có đó là một cái bộ sổ sách của chiếc Jaeger-LeCoultre này. Ở trong đó thì chúng ta sẽ có một cái như là kiểu phong bì để gửi về để tham gia vào Le Club của Jaeger-LeCoultre. Còn ở đây chúng ta sẽ có một cái Warranty Certificate với các cái thông tin của chiếc đồng hồ này, và đây là cái dấu của đại lý bán ra chiếc đồng hồ này. Mã sản phẩm, serial number và date of purchase thì không chưa có ghi. Mình sẽ cùng trên tay chiếc này. Đó, một cái hộp rất là xịn sò. Đó, và các bạn có thể thấy là với một cái sản phẩm mà được tặng kèm một cái lúp thì phải nói là đây là một trong những cái sản phẩm mà được họ đánh giá rất cao về bộ máy. Với những cái sản phẩm được đánh giá cao về bộ máy thì thông thường là các hãng họ sẽ tặng thêm một cái lúp để các bạn có thể ngồi cả ngày các bạn soi cái bộ máy của họ mà không nhìn ra một cái lỗi nào, mà không nhìn ra được một cái xấu nào ở trong cái bộ máy của họ. Đó là lý do mà ở những cái dòng sản phẩm cao cấp thì họ sẽ tặng thêm một cái lúp. Và lúp của chiếc Jaeger-LeCoultre này cũng rất đẹp luôn. Ở phía trong thì chúng ta thấy ở đây đó là một cái lớp da lộn màu ghi sáng. Chúng ta có một cái tag, một cái thương hiệu Jaeger-LeCoultre ở đây được làm bằng kim loại. Và chúng ta sẽ có một cái lúp của hãng được tặng kèm. Lúp này được làm hoàn toàn bằng kim loại và sau đó thì được đánh bóng với những cái logo này của nó thì được in laser lên rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là Jaeger-LeCoultre này. Và dĩ nhiên rồi, cái lúp này thì nó cũng sẽ rất là tuyệt vời. Nó chất lượng rất là cao. Anh em nào mua chiếc đồng hồ này là chúng ta sẽ có một cái lúp xịn sò để dùng nhé. Ở dưới này thì có một cái ngăn nữa để, tuy nhiên là nó không có gì cả, cho nên là mình không show cho anh em. Và mình sẽ trên tay chiếc Duomechi Quantum này cho anh em xem. Đây là chiếc đồng hồ mà mình muốn show cho anh em. Chiếc này rất đẹp. Nhắc để anh em nhớ thì Jaeger-LeCoultre và Alain Ulsonné thì thuộc cùng một tập đoàn, cho nên là trong những năm gần đây thì các cái thương hiệu trong cùng tập đoàn thì đã có những cái bước gọi là liên kết với nhau để cho ra những cái sản phẩm. Và chiếc Jaeger-LeCoultre này cũng thừa hưởng rất là nhiều từ những cái chất lượng hoàn thiện của Alain Ulsonné. Thì trên chiếc này thì nó đầu tiên là cái bộ máy, mình phải nói là cái mặt dial của nó được làm rất là đẹp. Và chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến một chiếc Alain Ulsonné vì mặt dial của nó làm kỹ tính, chi tiết, đúng với những cái phẩm chất của người Đức. Mặt dial của chiếc này thì được làm vân sần các bạn nhé, các bạn có thể thấy là vân sần. Đó, và nó sẽ có một cái kim quay rất là lạ ở đây. Đó, chút nữa thì mình sẽ giải thích chi tiết về cái mặt, nhưng mà chúng ta có lẽ là nên theo dõi cái bộ máy trước. Thì tại sao mình lại nói nó giống với cả Alain Ulsonné? Thì với cái dòng sản phẩm này nó có những đặc điểm rất là hay. Đầu tiên là bộ máy của nó được hoàn thiện hoàn toàn thủ công và lắp ráp thủ công 100%, và nó sử dụng bạc Đức để làm. Các bạn có thể thấy những cái chi tiết bridge này của nó thì có màu vàng, kiểu vàng champagne. Thì đó là những cái đặc trưng mà trên những cái dòng sản phẩm Đức made in Germany cao cấp mà chúng ta thường thấy, đó là ở Alain Ulsonné hoặc là Glashütte Original. Thì những cái mà bạc Đức như này thì chỉ có trên dòng cao cấp Alain Ulsonné số 1 của Đức thôi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thấy nó trên một chiếc GLC, hay còn gọi là Jaeger-LeCoultre.
Thì với cái dòng sản phẩm này thì phải nói là bộ máy của nó cực cực kỳ tuyệt vời. Và tại sao các bạn lại nhìn trong trẻo như vậy? Bởi vì cái kính sau là kính sapphire của nó thì nó cũng là chống lóa hai mặt, phủ AR đầy đủ để chúng ta có thể nhìn rất là rõ ràng như vậy, rất là đẹp. Ở đằng sau này chúng ta sẽ thấy dòng chữ Adur Meche, và chúng ta sẽ có là Swiss Made này, hai cái chện này, chện đầu chó và chện cân tiểu ly. Ở đây chúng ta sẽ có một cái kiểu như serial number đấy, đây 29001178 đây đó, và chúng ta sẽ có là độ chống nước 53 tương đương 50m, chuyện AU750, chuyện GLC và logo Jaeger LeCoultre cùng với cả cái logo là Master 1000 hour. Những cái sản phẩm mà Jaeger LeCoultre cao cấp được bán ra thì đều có chứng chỉ là test 1000 giờ của Jaeger LeCoultre. Họ sẽ phải test bộ máy hoàn hảo đến mức đó thì mới bắt đầu là cho phép bán ra đó. Cho nên là chúng ta có thể thấy là chất lượng máy của Jaeger LeCoultre bây giờ rất là đỉnh cao. Ở phía trên này thì các bạn thấy ngay là chúng ta sẽ có hai cái barrel, hay còn gọi twin barrel. Thì barrel là gì? Barrel tức là ổ cót bạn nhé. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy một dòng chữ là Hail Minute. Thì cái ổ cót này thì sẽ sử dụng cho các cái chức năng bình thường của đồng hồ như là giờ và phút. Còn phía bên này thì các bạn sẽ thấy một dòng chữ Regulator. Thì với Regulator là gì thì chút nữa mình sẽ show cho anh em. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái biểu tượng là Swiss 381, và chiếc này chính là Caliber 381 của GLC Jaeger LeCoultre. Đó, chúng ta sẽ soi kỹ hơn qua cái lúp này của mình. Các bạn sẽ thấy là 381 Swiss, và ở dưới chúng ta sẽ có là cái logo là Jaeger LeCoultre. Balance wheel của chúng ta là được làm theo dạng screw, tức là cái balance wheel của chúng ta thì sẽ có mười mấy cái đinh ốc được gắn xung quanh bộ máy để có thể là điều chỉnh được cái độ cân bằng tối đa. Dưới này các bạn sẽ thấy một dòng chữ Dual Wing, Dual Wing. Thì với Dual Wing này thì ý nó nói là nó sẽ sử dụng đó là hai cái bộ ổ cót, và sử dụng riêng hai ổ cót này cho hai cái chức năng khác nhau, mà chúng ta không phải sử dụng hai ổ cót được gắn vào một cái bộ thoát. Đó, cho nên là đây là một cái chức năng Dual Wing mới của dòng máy là 381 này. Bộ máy này thì có số lượng chân kính lên đến là 40 chân kính, có 50 giờ tích cót và 21.600 bit per hour. Thì như các bạn thấy là cái toàn bộ cái phần bạc đức này được hoàn thiện bởi những cái vân cốt Geneva, được làm kiểu sunburst tỏa từ tâm của balance wheel ra rất là đẹp. Đó, cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là bộ máy này mình nhìn cực kỳ đã mắt, và nó là một bộ máy cót tay các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là nó không hề có củ vang, cho nên là nó sẽ là một cái máy manual winding. Đó, toàn bộ phần thân thì được làm bằng vàng nguyên khối. Thân của chiếc này thì có size là 40.5 và có độ mỏng vào khoảng tầm 13 mm, cùng với đó là cái lắc tu lắc khá là cụt khoảng tầm 47-48 mm, rất là đẹp. Mặt dial của chúng ta thì là nơi mà chứa tất cả những cái chi tiết mà đỉnh cao của chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là nó có ít nhất là ba cái sub dial, trong đó hai sub dial lớn và một sub dial nhỏ. Thì cái sub dial nhỏ này chúng ta sẽ thấy ngay cái caliber 381. Và tại sao nó lại có cái sub dial có một cái kim quay như điên như dại và có 6 6 cái ô này? Thì chiếc đồng hồ này là có 21.600 bit per hour, tức là trong 1 giờ nó sẽ có 21.600 cái bit. Thì với 1 giây thì các bạn, nếu các bạn chia ra 21.600 chia cho 3.600 giây, thì tức là mỗi 1 giây của chúng ta thì sẽ có 6 bit, và cái đồng hồ này là hiển thị 6 bit 1 giây trên cái kim giây này của chúng ta. Mỗi cái giây chạy này các bạn sẽ thấy nó giật 6 lần, và nó cũng tương ứng với cả việc cái balance wheel này của chúng ta sẽ lật đi lật lại khoảng 21.600 lần trong một giờ đó. Và kim này chính là cái kim gọi là hiển thị bit của đồng hồ, thì nó sẽ là khi mà nó quay đủ từ 1 đến 6 thì nó sẽ là nhảy một giây các bạn nhé. Đó, đây là một cái phô diễn công nghệ đỉnh cao, và một cái phô diễn là chúng tôi có thể làm được chức năng này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái sắp đều giờ và phút ở góc đây, các bạn thấy ở góc 2 đến 3 giờ. Thì cái này thì cũng rất là chi tiết, với những cái vạch chia 60 phút và vạch chia 1/4, 3, 6, 9, 12 là những cái cọc số Arabic được làm sâu lên. Còn phía bên trái này thì chúng ta sẽ có một cái sắp đều là tổ hợp của những cái chi tiết như sau. Đầu tiên đó là lịch ngày. Lịch ngày của chiếc này được hiển thị theo dạng pointer date, và nó sẽ là một cái kim màu xanh, như các bạn thấy là kim nung xanh, nó đang chỉ vào ngày 19. Còn chúng ta sẽ có một cái moon phase. Moon phase này của nó được làm rất là hay các bạn nhé. Moon phase nó làm theo dạng vintage. Moon phase nó tráng men ấy, nó tráng một lớp men lacquer. Đó, lớp xanh lacquer ở trên, các bạn có thể thấy cái độ bóng. Và sau đó là cái mặt trăng. Mặt trăng thì nó được làm theo đúng dạng vintage với những cái màu vàng và những cái màu nâu vàng rất là đẹp. Chúng ta sẽ có luôn cả cái hiển thị là tuần trăng là 29 1/2, và được hiển thị bằng cái kim này. Các bạn có thể thấy cái kim nó hiển thị chu kỳ trăng rất là hay.
Đó, nói chung là đây là một chiếc đồng hồ hiển thị cái moon phase thì cực kỳ là chi tiết và dễ nhìn. Chúng ta sẽ có ở dưới này là hai kim power reserve, trong đó là một kim của chúng ta được làm bằng vàng và một kim của chúng ta được làm bằng thép nung xanh. Thì với cái kim làm bằng thép nung xanh này, đây là chính là hai ổ cót, và để chúng ta có thể lên cót tay thì đây mình đang lên đầy mất rồi. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái núm phía bên phải này và quay theo hai chiều. Khi các bạn xoay từ 6 giờ đến 12 giờ như mình đang xoay thì nó sẽ là vào cót của cái ổ có cái kim này. Đó chính là các cái chức năng giờ của chúng ta, các cái chức năng mà khác của chúng ta. Và khi chúng ta quay ngược từ 12 giờ về 6 giờ thì nó sẽ vào ổ cót bên này. Đó, đây là cái cách mà lên dây tay của chiếc đồng hồ này, các bạn xoay hai chiều để chúng ta có thể lên dây. Và thời gian tích cót của chiếc đồng hồ này lên đến là 50 giờ, cho nên là các bạn có thể thấy ngay là với 50 giờ tích cót chúng ta có thể thoải mái sử dụng khoảng 2 ngày. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái nút bấm này là nút bấm nhảy ngày các bạn nhé, các bạn có thể thấy là nó nhảy rất là nhanh. Đó, và phía trên này của chúng ta thì sẽ có một cái nút chọc push button, cái nút chọc này chính là để chỉnh cái moon phase của chúng ta. Khi các bạn ấn vào nút push này thì nó sẽ nhảy cái lịch moon phase. Đó, hôm nay là ngày mùng 10 cho nên là mình sẽ chỉnh lại nó là ngày mùng 10, 8, 9 này, 10, đó, nó đang ngày mùng 10. Đó, chiếc Jaeger LeCoultre Dual Meteor này thì đi kèm chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu màu nâu đậm sô cô la, và chúng ta sẽ có một cái khóa xiên vàng khối của Jaeger LeCoultre với đầy đủ chuyện 4 chuyện ở phía dưới. Đó. Chiếc Dual Meteor này là một trong những cái chiếc đỉnh cao của Jaeger LeCoultre, và họ bán ra chiếc này với mức giá retail là 36.000 đô. Nếu như 36.000 đô các bạn tính thuế ship về thì nó sẽ vào khoảng tầm 880 triệu gì đó tiền Việt Nam. Còn với ICS thì khi các bạn mua chiếc đồng hồ còn đẹp như này full box thì các bạn sẽ tiết kiệm được khá khá. Bên mình bán chiếc này với giá là 19.900 đô, tức là nó gọi sẽ vào khoảng tầm 465 triệu, thì các bạn sẽ tiết kiệm được gần một nửa so với các bạn mua hàng mới. Đó, các bạn lưu ý đây là hàng qua sử dụng các bạn nhé, còn đẹp và nó sẽ tiết kiệm được nhiều so với các bạn mua hàng mới. Mình sẽ lên tay để cho anh em xem. Với size 40.5 thì chúng ta cũng không không có quá khó để lên tay chiếc đua Meteor này, rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video, và nếu như anh em có nhu cầu về về chiếc đồng hồ này thì có thể liên hệ ICS theo thông tin của trên các này. Chúng tôi có đầy đủ số điện thoại cũng như là địa chỉ ở đây. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.